Rồi, alo, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bích Hợp. Hôm nay chúng ta cùng nhau đi leo tháp tiếp ha. Thì đúng rồi là mình về Samurai Warriors 4.2 đấy. Thì nói là bữa nay mình đã làm khá là nhiều video về một số cái tựa game khác để tránh các bạn nói là mình cứ chơi game mà trùng lắp hoài. Rồi, đây. Như các bạn thấy không? Rồi, bữa nay thì mình lâu rồi mình không chơi là Ina. Tại Ina thì mình còn thiếu sót nhiều lắm. Cho nên là để mình chơi bình luận cho bà này một xíu. Cung như bà này có cái cung tương đối tốt rồi, nhưng mà nó cũng chưa thật sự tốt lắm. Đến giai đoạn này nó đuối rồi, cho nên là phải kiếm một cái cây rồi nó tốt hơn mới được. Ồ, có hai thứ đặc biệt xuất hiện nha. Bà này thì lực công là mạnh nhất trong tất cả các dòng của bà, như là khá là hay ấy. Bà này là tướng special luôn nha các bạn, cho nên là bà ấy phải gồng chiêu nó mới mạnh. Nãy các bạn thấy là đường bắn mà nó không có gian rộng, bây giờ gian rất là rộng luôn. Đánh cái giá này là đánh với lại Nagu Yusaka và bà Nagrasia. Đúng là cái này là nhiệm vụ phụ và nhiệm vụ chính ở trên kia. Có cái chiêu thử của ông Mitsui Deakiki trong những trước này. Bà này quét lính khá là tiêu, vừa bãi là tướng special các bạn. Mà tại nhờ cái tầm ba rộng thôi, chứ cái cung của mình đang khá là mạnh nữa mới là vấn đề. Có thêm thuộc tính rồi nó hỗ trợ vô nữa thì phê rồi. Đây, hỏi còn quýnh được chiêu luôn, bảo quýnh chiêu này cũng mạnh chết. À, vô tình mình đã khiến cho hai tướng kia là nó bị chặn ở cái cửa này, nó không dí được mình các bạn. Tội nghiệp. Mình tranh thủ mình quýnh cái này nhiều xíu mình lấy tiền các bạn. Mình là bù lại tiền khá là nhiều, đã leo đây là tốn hết 8.000 của mình đấy, chứ không phải rẻ đâu. Leo tháp tốn kém lắm mấy các bạn, đừng đùa. Bà này nó bỏ bắn như shotgun các bạn. Làm nhớ tới ngày xưa chơi Contra mà lấy được cái súng mà chữ S đó. Thật ra mình vì sao mình biết cái đó là shotgun rồi. Kiểu bắn của nó rất là rộng các bạn thấy không? Thành ra là nhờ đó mà mình tạo được lợi thế khi mà chiến đấu. À rồi, ok, những người này được qua rồi đây. Cứ tưởng là họ không được qua, mình lỗ, ai ngờ gì không lỗ nữa. Ây chà, nguy hiểm quá. Ồ, không bật cái giáp lên kịp là tiêu rồi. Thật ra mình cũng mém được tiêu xong. Ồ, nguy hiểm, nguy hiểm. Bà Ina này mình cảm giác bà ấy chịu đòn hơi yếu nha. Thôi sao bà ấy cung thủ yếu, chịu đòn không phải thôi. Cái này thì không tránh được. Giờ tại nãy cái thủ của mình hết rồi. Cây này thì 8 vòng, cây này lai ra đồ trắng mới buồn chứ. Ở dưới ngược lại là tốt biết mấy. Ra món 8 vòng để dùng cho nó đã. Rồi để gồng lên. Quét lính mà kiếm tiền nữa các bạn. Hôm nay bữa mới kiếm được trần xịn cho ổng xong, giờ nó là chắc là ổng cũng dạ là quay phong lẫn tiền dữ lắm rồi. Lấy lôi ổng ra, ổng quét lính hơi bị phê nên ổng tướng hai bơ mà. Rồi đây, ok, chơi luôn. Đòn này thì chịu rồi, lực công bà này rất mạnh. Trời, mới tận đầu bà ấy quýt gần 500 đứa rồi. Đây, đủ 500 luôn. Khỏi còn nói gần. Công nhận phê các bạn. Bà này chịu đòn giỏi một chút nữa là tốt. Nãy quên bật khiên lên. Bật cái dòng của Oda Nobunaga lên. Ông Magu Ichisaka ổng phá luôn như ghê thiệt. À, quýnh combo à. Quên tự nhiên bật cái này lên hay uổng. À, tạm cái này thôi. Không biết là nó có ra thằng tướng không vậy. Nếu mà ra lính không thì hơi thổi, hơi dở. À đó, enemy officer là nè. Nó gọi là sĩ quan nha các bạn, nó không gọi là tướng. Thật ra tên gì thì cũng là nó thôi, nó cũng không cần phải để tâm nhiều lắm. Tên gì nó cũng là cái thằng chỉ huy à. Ở đây, ok, cũng được. Ở đây, ok, bật cái thủ lên luôn cho chắc ăn. Ây à, 2, 3, 4. Đây nãy tính đánh đầu 4 mà bấm nhầm thành đầu 5 mà nó không ra. Bà này không có đầu 5 các bạn. Rồi đây. Ồ, bà ấy quét khá là kinh đấy. Nãy nó rộng quá bà ông. Nó quạt ra như cái quạt luôn mà thảo nào ai chịu cho thấu.
thêm chiêu có Mitsui De Akechi nữa, lính coi như là dính tử là gục liền luôn. Bà này thì max level rồi cho nên là mấy cái chiêu kia cũng ok, nói chung là không lo vấn đề chỉ số bảy lắm, chỉ có lo khả năng chịu đòn của bảy thôi. Cái cung của bảy thì cũng là cung xịn rồi, chỉ tiếc là nó chưa đủ đô nên may mắn nó cao thôi, mà cũng thật ra cũng có sáu mấy à. Đến giai đoạn này phải có đồ xịn hơn nó mới dễ ra vô cái vàng, là mình đang cần đồ ray. Rồi đây chơi luôn đi, rồi nó đưa cái bật cái nổ lên xài luôn cho rồi. Hello mấy ông bạn, rồi ok hay quá. Đây vậy đi, mình kiếm tiền luôn. Được đánh chồng mình luôn thì lại sướng quá rồi. Bà này đi hỗ trợ cho ông chồng thôi, bà này nó là ok liền luôn. Ồ, lại một tướng nữa, à, tướng ninja các bạn, ninja mà đang được bút, đang được bút nha. Nó đang nhả em tướng ra nó chơi mình đấy. Không có tử nhưng mà có nộ cũng ngon rồi. Đây không sao. Một nha. Trời ơi, cứ đa ra đồng năng hoài hơi dở. Cái chiêu đặc biệt của bà này thì không ngon lắm nha các bạn, thật ra là mình không dùng. Nó chỉ đơn giản là như vậy nè, đó. Ra là cũng không có gì đáng kể cho lắm. À, bật cái này lên đi. Thêm cái này nữa là chắc ăn, tại còn phải đánh lâu lắm, còn tướng mà. Cái kia nó không được duy trì đủ lâu đâu. Từ thủ nó của bà này nãy mình mới nâng xong rồi nó cũng chưa được ngon lắm. Đặc biệt của bà này nó hay cái đội số 4, bà này hay cái là nó khá là mạnh, ba mình khá là thích nó. Đòn 3 thì không được mạnh cho lắm, bây giờ bà này dựa cho đòn 4 hơi nhiều. Đòn 1 này thì đối phương nó bị đánh thấp lên mà đa phần nó né được cái đòn cao cùng của mình, nó cũng không ngon lắm. Đây thôi nó dính băng rồi, hay quá. Đây bắn được đứng sát vô ba đường nó ra trúng hết là ngon. Rồi đứng lên, trời chưa gục rồi. Ây da, hay đánh Goemon đa phần ra tiền. Hồi lần này ra ngọc quá, hay quá. Rồi ê nóng quá, nóng quá, trời ơi. Hầu không để ý, vừa mới nhìn qua thấy 900 mấy rồi, chưa kịp buông cái tài ra là có chuyện rồi. Rồi đây, ông này ông nói nó có câu nói riêng cho những nhân vật luôn các bạn. Hình như bên Tam Quốc 6 là nó cho các bạn mở những cái file âm thanh đó để các bạn nghe luôn á. Chứ là có những nhân vật mà có quan hệ thân thiết nhau, gần gũi nhau là nó nhận xuất để làm những cái câu nói dịch riêng cho họ với nhau luôn. Mình khá thích cái điều đó. Rồi đây, đấy thuộc tính có mà mình bổ sung cái tử, tại cây của bà này không có tử. Nó có tử nữa thì tốt, mà tại nó không có thành ra là mình phải gắn thêm chiêu vô, chúng ta mình lấy chiêu khác, đặc biệt là lấy chiêu của bà Kunoichi phân thân bóng ra đánh nó mới đã. Bà này phân thân bóng rồi nó bắn thì chắc hơi bị phê luôn. Bà ấy bắn thì cái bóng nó bắn nữa rồi thôi rồi. Thuộc tính này không thì nó không ngon lắm, thì thuộc tính này thì nó hình như nó hơi thiếu sót là nhiều. Nó đang được rally lên các bạn. Cây bà này có băng có đồ luôn, khá hay. Để lưu game đó. Rồi để coi coi nào, mình không nhớ hồi nãy quên mất cái cây này là cái gì rồi. À cây này là băng phong thổ. À rồi ok, hai ba cái này thì nó không tương trợ nhau lắm mà thôi cũng tạm được. Đã có phong là ngon rồi. Phong nó sẽ hỗ trợ mấy cái thuộc tính kia. Đây. Rồi gục. Mai này nhờ cái chiêu này nó dội tên xuống á, bãi lấy mình làm tâm điểm để mà cho tên nó dội xuống luôn mới ghê, cái đúng kiểu là nữ lưu anh hùng á, biến lấy thân mình làm điểm. Bà này mà thuộc dạng mà gọi pháo thì ghê, mà thật ra pháo không ghê thì bắn thì cũng không kinh lắm, mà dạng người mình nó dám lấy thân mình ra làm cái điểm mà để đánh dấu cho đồng đội đi dội pháo thì kinh rồi.
Ây da, mà đánh màn này thì ok, cũng thường phải đánh được một con tướng là xong. Ai vấn đề là mấy con âm viên sư thì nó hơi trâu. Rồi, đây. Tỷ lệ nó băng có vẻ như không cao lắm nha. Rồi đánh được ông Sakonshima là xong thôi. Đây, mấy chú tránh ra chị làm gì với tướng của mấy chú nào. Ây da. Duy trì cái nội được lâu lắm chú em ạ. Đối với là động vật sử dụng được khi mà các bạn đang ở trong giải thường nha, nội nó không cho vật. Rồi, đây, ok. Rồi cho nó chạy nó đi, mình đây mình phá mấy thằng này. Chiêu của đồng nhắn lông rồi nó hồi lẹ lắm. Này, cái đòn cuối bài này bạn nhảy lên nó bắn nữa, thành ra khá là ok. Rồi mấy thằng này giờ không có gì rồi, ok ngay. Đây, quét sạch lính luôn, thành ra muốn kiếm tiền thôi. Đang có nộ là có tiền mà, khỏi lo. Rồi thấy tiền nó nhảy rồi, thành ra mình không cần đi lấy tiền, tại như vậy á. Ồ, ông kia ông đang dính băng rồi, hay quá. Rồi mà đòn tấn công rồi, đánh như gãy ngứa luôn rồi. Ai chào ông kia ông nhảy ra hơi dở. Tạm sao vẫn kiếm chân chính. Rồi xong một hay quá. Đồ gì à, tương đối ngon mà không ngon lắm. 6 dòng này giờ dở rồi. 6 dòng này thì phải có may mắn rồi. Có tử có phong thì cũng được. Phong với tử đi với nhau đó cả. Tử nó đi với cái nào thì hầu như cũng hạp cả. Nhưng mà vấn đề là tử mà nó có tử không thì cũng không ngon lắm. Rồi đấy. Ồ, cái bóng của mình nó xuất hiện các bạn. Phantom Mina. Rồi ok, nhào vô. Nếu chú dám. Này thì Phantom này. Phantom biến mất liền. Sao dám ở. Bà này cày ngọc chắc cũng ngon đấy. Bà này nãy giờ thấy ra ngọc nhiều. Ninja. Đụng mà chiêu các lính ninja ra là dở rồi. Ninja thì nó gì có bảo là nó chống lính tầm xa, bởi vì nó khả năng áp sát nhanh. Đây. Oh yeah. Quốc một phát thôi là tướng cũng gục mà. Bà này kinh lắm. Ra đồ bạc nữa à. Mấy bữa nay ra đồ bạc nhiều thế nhỉ. Cũng hên đấy. Tại nó tạo điều kiện cho mình lấy mấy món mà mình có thể dùng được, chứ không phải là đồ ép không. Nhưng mà mấy đồ bạc mà kìa thì hơi bèo. Ở dưới cái cây 8 dầu bằng vàng mà nãy mình lấy được, nó là đồ đây, nó là đồ đồ bạc, tối mới mình lấy đồ ép vô thôi là nó cũng chắc luôn. Tiếc là lại ngược lại. Để ta nói đôi khi có những sự tích hợp nó ngược lại là nó hỏng ngay lập tức. Rồi ok, nhà vô đây hết đi. Hôm nay mình chơi chung một chỗ. Có vài con trông khá lạ ta. Bà này công nhận quét lính đã. Vô tới gặp lúc gặp tướng thì bà làm một phát xong luôn. Đòn này dính là coi như xử. Đụng vào bà ấy đang có băng nữa. Vô băng thì nó hủy cái giáp luôn. À màn này là đi quét đủ 200 lính rồi gì. Phun cặp súng rồi các bạn. Rồi thôi cũng sao, bình thường với mình. Rồi đây, nhào vô. Chà, ghê ta. Rồi xong, vậy mới quét tốt được. Nãy là quét chưa tới, rồi có tử rồi các bạn, hay quá.
nó ra cái thử này rồi hơi rồi luôn, trúng một đòn coi như gột phộng thôi, trúng chừng hai đòn là phải gục, trừ khi không dính thùng dính tử rồi, còn dính tử là coi như đi. Mà nó càng đã ghê rồi. Ô chơi xùa hay quá. Nhưng mà cái này là thường đó, cái này là đồ thường. Hay là cái bí mật cơ. Cái nó bất quá cũng là tiền thôi. Coi như là cái này giúp mình gỡ vốn rồi các bạn. Còn mà tính ra leo lẹ chứ đùa đâu. Tại nãy giờ leo 7 tầng mà mới có 15 phút mấy à. Có cái tầng đầu là leo lâu rồi. Đồ thì chưa lấy được mấy. Rồi, ok, lên tiếp nào. Rồi, ok. Hai. Có một đòn gục luôn hả, hay vậy? Wow. Bị vip đó nha. Rồi, ok, còn nào. Xem ra nhờ cái đòn này không á. Mấy cái đòn kia gần như không ý nghĩa gì luôn. Hai mẹ con bà này ghê rồi. Wow, lại ra đồ bạc nữa à. Có tướng thì mình mong ra đồ bạc, nó không ra, bà này ra toàn đồ bạc. Cây này hay nè, cây này hay, vừa tử vừa thổ. Tử nó không chết thì mình đánh cho nó choáng luôn. Có cây này ngon, có may mắn luôn, may mắn 15 là cao lắm á. Đúng ý mình là có đồ đúng ý là hay quá. Lỡ tay rồi thôi cũng không sao, quen tay các bạn. Sao cái coi như mình giữ cái nộ đi, mình cũng không cần cái nộ rồi lắm. Rồi đây, không nên nên gồng, nên gồng lấy chút tiền xài các bạn. Gồng lên đi, không sao đâu, coi như mình kết thúc nhanh một tướng đó thôi. Ủa? Chiêu lính ra đây, đó phải vậy. Tưởng có mỗi thằng tướng không, hơi phí chiêu của mình. Rồi đây. Kiểu này là quýnh cái này vô là tiền vô như nước bà luôn rồi. Dùng luôn. Cầm bà này đi cày tiền là đã lắm rồi, bảo quýnh đâu, bảo quýnh lính được nhiều. Rồi đây. Chà không còn quét được nhiều nữa rồi. Wow. Đánh với Nobuyuki à. Rồi ok. Hai vợ chồng này cũng có thời kỳ đấu với nhau khá quyết liệt nè. Rồi tốt. Hai ngày này hai tới với hai người này được đấu với nhau thì đó là hạnh phúc đùa đâu. Ông Motokika với bà với lại bà Kososo đúng kiểu dòng chồng đàn vợ múa. Còn đây là hai vợ chồng đấu võ với nhau các bạn. Nobuyuki với lại Ina. Rồi để coi nào, chưa lấy được cái gì mới hết. Mà leo 9 tầng mà được có 7 món là hơi ít chứ nha. À, mới hơi thất vọng ấy. Nó kệ nó cũng được cho. Chấp nhận luôn. Rồi, đây, vô. Con giận bắn đã thiệt. Ra con ngựa à,
cũng tốt à. À thêm tướng ra nữa thì tốt. Đấy ra tướng nhiều vô cho tôi luyện xíu. Rồi đây. Rồi lại ô ngựa nữa. À, kệ đem ngựa về bán cũng được, bữa nay mình cũng đang muốn đi kệ tiền mà sao không được. Ô mà cô xô ra chung với học trò nhỏ, cô trò nhỏ rồi. Rồi cô hai cô trò cùng nhau múa ha. Đấy, quét lính về nó mới đã chứ. Rồi hai cô trò này chắc là quyết định là chơi với mình hết ga luôn rồi đây. Rồi mình thì cũng không phụ lòng họ được. Đây bán. Chết một người rồi thì không sao. Ây da, quả đó hay đấy. Hay. Kia còn chiêu kia lên đấu với đồng nhãn long các bạn. Rồi, ok. Ồ, ra thêm này nữa hả? Rồi, ok vô luôn. Ông này nó là ra đúng lúc á. Ồ, lão này ghê thiệt. Ồ, dính băng rồi, hay quá. Quýnh ra phong ra băng là đủ thứ. Ồ, hụt là dễ tiêu, nhập tướng này mạnh. Rồi, hay quá. Ra dùng món vũ khí nào đó xịn xịn cái ông ơi. Dây rút lui vậy. Rồi ok à, cũng tạm chấp nhận được thôi. Không ngon con ngựa này, tưởng ngựa xịn hóa ra cũng không có dòng. Thật ra đồ ép thì cũng chả cần mấy cái dòng nó làm cái gì. Nhưng mà mình hết chiêu để chơi với ông Độc Nhãn Long rồi. Còn mỗi cái nộ để chơi thôi mà chắc là đủ để dùng. Rồi vô nào. Dùng của Mitsui D Akichi là đủ rồi. Không còn nổ liên tục cũng được. Rồi phay hai lẻ lên ông. Đây hay quá. Chơi. Trời không gục quá. Hên quá. Mém đi, mém đi các bạn. Ây da, lấy được hai món vàng thì cũng không được, mình đang muốn lấy thêm vài món bạc nữa các bạn. Rồi, đi tiếp nào các bạn. À, màn này nữa à. Màn này hơi căng nha. Màn này ninja chơi dễ tại nó bay qua đầu được. Mày phải đi vô, đi lùa cho nó vô một chỗ. Cũng may là lùa mấy thằng này thì không khó lắm, mình lùa được. Rồi, hello mấy ông anh. Rồi đây vô. Rồi nè bắn. Rồi xong năm ông tướng một dồn cho nó quất một phát hơi bị đã. Rồi đây ông Motojika đây rồi, nãy là mình xử năm thằng đệ của ổng, giờ tới lượt ổng vô. Này láo này, phục luôn hay quá. Còn mà gì hơi dở, mấy ông chưa kịp rớt xuống. Dí kịp không trời. Ê, đừng chạy cho tôi xin tí đồ. Xin tí đồ cái mà keo vậy.
ra được màu bạc cũng được. Chạy đâu xin tí đồ ấy. Ông sao khó khăn với nhau thế. Rồi ok vô. Rồi hai. Cho mình đúng mấy món đồ bạc luôn chứ. À, 7 dòng mà lại 20. Cái này thì ngon quá nhưng mà lại không có may mắn. Thật ra giờ cần may mắn đi đi lấy đồ thôi chứ cũng không cần mấy cái dòng kia lắm. Nhưng mà cây nó phải ngon ngon tí mới đi chiến đấu được. Phải chứ 7 dòng mà 30 thì thôi mình chấp nhận luôn cũng được. 7 dòng mà 20 thì dở rồi. Ai đánh nhảy Shimazu các bạn? Còn một tướng luôn hay. Rồi ok chơi luôn. Mà này là càng khỏi lo. Hai. Rồi chơi. Rồi thế thôi. Bục chưa? Rồi đánh vậy nó đã rồi. Có tử có đồ vô nó quét lính này phê luôn. À, ông đó lại xuất hiện nữa rồi. Cũng may là mỗi lần ông xuất hiện lại thì ông cho đồ các bạn. Chứ không phải là xuất hiện lại không cho đồ nữa thì kỳ lắm. Chơi mà tái sinh liên tục mà ông cho người ta đồ. Bà này tính ra may mắn cao. Quýnh nãy giờ rớt đa phần hai món. Không ít giờ thấy rớt được món. Một thêm một tướng nữa. Rồi đây vô. Mình không có ý định dùng chiêu các bạn. Rồi ok xong. Ok gục hai. Bắn đầu gục đó. Mặc dù kinh nghiệm lâu lâu nó ra mấy cái hơi bèo chứ mà cũng được. Mà này mình một tướng ở trong đó cũng có những tướng mà nó không được ngon cho lắm. Rồi đây 20 nữa. Cây này may mắn tới 18 luôn á. Thiệt. Nó ra đồ vậy buồn quá các bạn. Đã đồ ngon ngon dùm xíu. Đã được 7 vòng rồi. Không không mình cũng chấp nhận nữa. Có may mắn nữa được. Tại mình lấy thì tính khác vô bù được. Ở lần nào cái món ngon vậy mà lại 20. Ây da, cay nha. Rồi, ok, vô. Bắn là gục các bạn. Đứng gần quá, coi như là dính hết mặt mũi luôn. Còn nữa. Lên được rồi. Có tử thì mấy chú đừng hỏi tại sao. Lại bật cái nổ lên luôn. Còn ngọc nhiều đấy. Thôi kệ cũng được. Rồi đây mình loại ông tướng này trước. Cái ông Toyohisa này khá là vui. Có một cái anime làm về ông này với lại một số nhân vật thời Trung Quốc khác nè. Cũng với cái phim này như là chú rể tàu già rồi đấy. Lấy cái nhân vật khác nó tụm lại vào cùng chỉ riêng qua dị giới thôi chứ. Có cả Hitler rồi, nói mà Hitler xuất hiện danh tiếp thôi. Rồi có thêm mấy ông tướng La Mã này, tướng Katago nó vui lắm. Cái đó là tác giả hình như bị lay hơi lâu á. Rồi ok vô. À, rồi đây. Rồi sổ đồ đã chứ đùa đâu.
này đây, 18 món. À thôi, mình nghĩ chúng ta ngưng ở đây rồi, các bạn đừng cố quá làm gì. $8,200 rồi, lời được 200 các bạn. Kệ, đem mấy con ngựa về bán nữa cũng ngon rồi. Mình chả lấy món chấm hỏi nào bầu bạc được á. Rồi ok. Con ngựa này thì được 3 dòng nè, nó ép rồi chắc thể ra ngựa ngon á. Ngựa này thì để đấy ép thì ta chả quan tâm lắm. 22, 14, 11, 26 giờ dòng xanh hay ít thì hơi buồn nha. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình. Mình là Lâm Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.